Xin chào các bạn. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi phân tích cho giao dịch tuần mới nha. Tuần vừa rồi thì mình cũng có chút công việc hơi bận nên là mình không có phân tích được, mình không có live stream cho các bạn được. Thì tuần này mình cũng sẽ cập nhật lại tình hình thị trường, những cái cặp nào đẹp thì mọi người có thể tham khảo nha. Tuần này thì chúng ta cũng sẽ cập nhật những cái cặp quan trọng trước, rồi có những cái cặp nào đẹp nhất thì mình cũng sẽ cập nhật để cho các anh chị các bạn chú tâm nhiều hơn. Thì thời gian vừa qua có những cái cặp mình nhấn mạnh ấy, thì đi đúng xu hướng cũng khá là tốt. Thì các anh chị các bạn cũng thấy những cái anh chị các bạn nào mà đang xem video chưa like thì cho mình một like, chưa đăng ký kênh thì cũng có thể đăng ký kênh nhé. Chúng ta cùng chờ một chút cho các anh chị các bạn khác vào, rồi chúng ta có thể là phân tích kỹ hơn để cho mọi người có thể theo dõi được. Ngoài ra ở dưới cái phần mô tả của mình cũng có thông tin của các nhóm cộng đồng và các nhóm Telegram, Facebook và những cái nơi mình chia sẻ thông tin đó, thì các anh chị các bạn cũng có thể theo dõi dưới đó, đặc biệt là hai website nguyenhuduc.com.vn và traderphantichkỹthuat.com thì mình cũng có chia sẻ rất nhiều với các bạn rồi, thì các anh chị các bạn quan tâm thì có thể là theo dõi nhé. Chúng ta sẽ đi cập nhật tình hình thị trường ban đầu với Bitcoin. Thì Bitcoin đang trong mô hình xu hướng như thế nào và nó có những cái điểm gì chúng ta cần chú ý thì các bạn cũng cần phân tích và nhìn rõ. Xu hướng tăng của Bitcoin thì có vẻ là khá là mạnh mẽ, các bạn cũng thấy là sau một khoảng thời gian vừa rồi tăng rất là mạnh. Đến thời điểm hiện tại thì có vẻ như Bitcoin đang trong một cái mô hình bắt đầu tích lũy. Tại sao là mô hình tích lũy? Các bạn cần chú ý những điểm sau. Thứ nhất là chúng ta có cái dấu hiệu hình thành đáy sau cao hơn, để các bạn thấy này, đúng không? Và một cái dấu hiệu nữa cũng là hình thành những cái đỉnh thấp hơn. Vậy ở đây chúng ta nhìn nhận rất là rõ với một cái mô hình dạng mô hình tam giác thu nhỏ. Đây các bạn thấy đúng không ạ? Đó. Thì với những cái mô hình như thế này thì thường thường nó sẽ đi trong cái biên độ này và nó sẽ có thành những cái giai đoạn và nó phá vỡ lên hoặc phá vỡ xuống. Thì thường thường á giao dịch với những cái mô hình tiếp diễn xu hướng, những cái mô hình như mô hình cái nêm, mô hình tam giác như thế này á, thì chúng ta sẽ kỳ vọng những cái đợt phá vỡ của nó. Thường thường nó sẽ đi theo cái dấu hiệu của cái xu hướng trước đó, cũng tương tự là cái kịch bản mà trước đó chúng ta đã nhìn thấy ở những cái video, những cái chia sẻ của mình trước đó. Các bạn cũng thấy là giống như những cái mô hình chúng ta thu nhỏ ở dưới đây đi, nó cũng vậy, nó cũng làm một cái đợt mà sau đó nó sẽ bứt phá cái mô hình này, thì nó giống như là mô hình tam giác mở rộng nhiều hơn, thì nó phá vỡ lên thì chúng ta sẽ đi theo cái xu hướng như vậy. Và ở đây thì chúng ta cần phải chờ đợi thêm một thời gian nữa để chúng ta biết được đó là giá nó sẽ phá vỡ lên hay là nó sẽ phá vỡ xuống. Thì những cái vùng giá biên như thế này chính là những cái vị trí mà chúng ta cần chờ đợi. Chúng ta cũng có thể là dựa vào những cái dấu hiệu đỉnh và đỉnh ở đây và đáy ở đây sẽ thiết lập những cái vị trí mà chúng ta đặt dừng lỗ. Giả sử nếu các bạn muốn mua lên, các bạn muốn vào một cái vị trí giá tốt hơn trước khi nó phá vỡ, các bạn chấp nhận với một cái mức dừng lỗ nào đó, thì chúng ta sẽ hướng tới ở đây. Thứ nhất là về cái xu hướng tăng thì xu hướng tăng vẫn là xu hướng chủ đạo, đúng không ạ? Nếu anh chị các bạn vẫn còn tin tưởng vào cái xu hướng tăng đó thì các bạn có thể là lựa chọn, đó là chúng ta có thể là thực hiện mua lên ở vị trí này, nhưng cái mức dừng lỗ của chúng ta chắc chắn là phải ở dưới cái mức đáy nó tạo lập mà vừa rồi, đúng không ạ? Và cái kỳ vọng lợi nhuận của chúng ta thì theo cái mong muốn, ví dụ như tỷ lệ 1:2, thì khi này các bạn có vẻ như là chúng ta sẽ đạt được cái tỷ lệ này nó tốt hơn, nó dễ dàng hơn được, đúng không ạ? Chúng ta tấp. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể là kỳ vọng xa hơn được. Thì đó là những anh chị các bạn nào mà vẫn thiên về cái yếu tố của tiếp diễn xu hướng và vẫn tin tưởng vào những cái yếu tố đáy sau cao hơn đáy trước. Ngược lại, những anh chị các bạn nào mà lại tin tưởng về cái sự đảo chiều xu hướng giảm. Ở đây thì có những cái dấu hiệu gì đảo chiều xu hướng giảm? Có những cái cơ sở mà chúng ta nhìn nhận, đó là cái đỉnh sau này. Các bạn để ý này. Đây. Đỉnh sau này nó đã thấp hơn cái đỉnh trước mà chúng ta thấy ở đây. Các bạn thấy ở đây không? Đây chính là cái đỉnh trước mà nó hình thành. Vậy đây là cái tín hiệu đầu tiên của sự đảo chiều xu hướng. Thêm vào đó các bạn thấy là ở đây có một cái dấu hiệu của một cái mẫu hình nến nhấn chìm xu hướng. Thì những anh chị các bạn nào tin tưởng vào hai cái dấu hiệu này để được cái sự đảo chiều nó sớm hơn thì các bạn cũng có thể là thực hiện bán xuống. Đúng không? Chúng ta thực hiện một cái lệnh sell ở đây và chúng ta sẽ đặt dừng lỗ. Giá dừng lỗ ở ngay ở trên cái đỉnh này là cái vị trí chúng ta bắt buộc, và kỳ vọng lợi nhuận của chúng ta thì sẽ xuống những cái vị trí đáy tiếp theo. Thì cái này là những cái trường hợp mà chúng ta đã đi sớm hơn cái tín hiệu
đúng không? Chúng ta dựa vào những cái dấu hiệu của nến, dấu hiệu của đỉnh và dấu hiệu của đáy thì các bạn có thể là có sự lựa chọn này. Còn về cơ bản theo sách giáo khoa, nói như theo sách giáo khoa hoặc theo giao dịch theo mô hình ấy, thì thường thường ở đây ấy, chúng ta sẽ chờ nó phá lên hoặc là chờ nó phá xuống để hình thành. Nếu mà phá lên thì sao ạ? Thì phải đạt được một cái kỳ vọng, đó là nó phá được cái đỉnh này và cái dấu hiệu là đỉnh sau cao hơn đỉnh trước ở vị trí này, giá thì đáy vẫn cao hơn ở trước đó. Ngược lại với phá xuống thì các bạn sẽ nhìn nhận được là nếu mà nó phá xuống dưới đây thì đồng nghĩa với là cái dấu hiệu tạo đáy sau thấp hơn đáy trước cũng được hình thành. Vì vậy là cái tín hiệu của xu hướng giảm nó cũng được hình thành theo. Thì cái tín hiệu xác nhận rõ ràng á, thì các bạn cũng sẽ thấy là cái sự phá vỡ qua hai cái đỉnh và cái đáy gần nhất. Thì ở đây nó sẽ có ưu điểm và nhược điểm như thế nào đối với những cái anh chị các bạn đưa ra quyết định sớm hơn. Quyết định sớm hơn thì có thể chúng ta sẽ bị dừng lỗ, đúng không ạ? Do tín hiệu chưa có quá rõ ràng, đúng không ạ? Chúng ta chỉ dựa vào một hai cái yếu tố để chúng ta đưa ra quyết định thôi, đúng không? Có thể là dựa vào yếu tố đỉnh và yếu tố nến đó. Còn về cái lợi thế ưu thế của chúng ta là chúng ta vào được cái vị trí giá tốt, chúng ta dừng lỗ nó ngắn hơn. Còn nếu các bạn để có sự chắc chắn, cái tỷ lệ xác suất cao hơn, chắc chắn chúng ta phải chờ những cái sự phá vỡ thêm của nó nha. Thì Bitcoin nhìn chung thì các bạn cũng thấy là thường thường những cái mô hình như thế này là xu hướng tiếp diễn và xu hướng tăng vẫn là xu hướng chủ đạo. Còn những cái đợt sóng điều chỉnh, những cái mô hình nến điều chỉnh cũng chỉ đóng vai trò hiện tại là sóng hồi thôi, còn chưa có dấu hiệu đảo chiều rõ ràng nha. Các bạn thấy đó, thì với mình Bitcoin thì nó ở một cái vị trí mà chúng ta đưa ra quyết định mua hay bán thì tùy theo vào cái nhận định của mỗi người và cái quyết định của mỗi người thôi. Ở những cái vị trí hiện tại này, chúng ta mua hay bán chúng ta đều có một cái mức dừng lỗ mình nghĩ là hợp lý. Và chúng các bạn tin tưởng vào cái hướng nào thì các bạn có thể là đi theo cái hướng đó tùy theo cái cơ sở nhận định của các bạn. Đó. Thì với Bitcoin thì nó không có quá đẹp, tuy nhiên là các bạn vẫn có thể là giao dịch tại vì nó có một cái mức dừng lỗ tương đối là hợp lý. Rồi chúng ta sẽ chuyển qua cặp khác. Ở đây thì chúng ta sẽ quan sát về vàng. Vàng thì cũng có thêm một tuần nữa tăng rất mạnh và cũng tiếp diễn cái xu hướng tăng của chúng ta đã dự đoán trước đó. Hôm trước thì có một cái cây rút chân ở đây, nó là cái tín hiệu nến đảo chiều. Ở cái tuần, hai tuần trước thì các bạn cũng thấy đây là một cái tín hiệu. Thì những anh chị các bạn nào đi theo cái tín hiệu của nến này, các bạn thấy là trong một cái xu hướng tăng nó rất là mạnh mẽ và chúng ta đi theo cái tín hiệu của nến đó. Đúng không? Những anh chị các bạn nào giao dịch theo cái nến đảo chiều này hoặc là 50% nến thì các bạn đã bị top loss ở trên này. Đúng không? Và cái xu hướng tăng mà trước đó mình đã chia sẻ với các bạn thì nó vẫn là tiếp diễn thôi. Nó vẫn là tiếp diễn. Ở đây mình có một cái chia sẻ, đó là mình cũng nói với các bạn rất là nhiều là một cái mẫu hình nến nó giảm hoặc là nó đảo chiều nó không thể hiện được cái gì hết. Và thường thường mô hình giá mới là cái mà chúng ta hướng tới trong dài hạn. Và trên thị trường thì các bạn cũng thấy là tất cả những cái yếu tố của vàng vẫn là ủng hộ cho xu hướng tăng, chưa có một cái dấu hiệu gì điều chỉnh hoặc chưa có dấu hiệu gì giảm ở thời điểm hiện tại. Tuần vừa rồi thì ngày hôm thứ năm có một cái lực giảm xuống, tuy nhiên ngày hôm thứ sáu nó đã dựa vào tin non farm và đã đẩy giá lên lập một cái mức đỉnh rất là cao là 2330 rồi. Và các bạn cũng thấy là lực của nó điều chỉnh rất là thấp, thì theo mình đánh giá thì hiện tại đang xảy ra bất ổn chính trị, chiến tranh rất có thể là xảy ra, nguyên nhân đó là Israel và Iran. Nếu mà Iran mà trả đũa Israel nữa, cái vụ ném bom á, thì mình nghĩ là đây là cái nguyên nhân chính mà đã thúc đẩy giá vàng như vậy. Vừa rồi có tin non farm, nhưng mà nếu anh chị các bạn nào quan sát tin non farm thì thực ra thì đồng USD nó chạy hai chiều, nó có giảm xuống nhưng mà sau đó nó có tăng lên nhưng mà sau đó nó lại giảm xuống. Các bạn cũng thấy đó, nó không phải là cái nguyên nhân dẫn đến giá vàng tăng, mà cái nguyên nhân thực sự mình nghĩ là do cái bất ổn tình hình ở thế giới hiện tại và dựa vào cái tin non farm, cá mập đã đẩy giá lên rất là mạnh. Ở đây thì cũng có khá nhiều các anh chị các bạn đã sell vàng ở vị trí giá cao. Những ai mà không quản lý vốn chặt chẽ thì rất có thể là đang ở một cái mức rủi ro cao. Một cái câu hỏi đặt ra là các bạn cũng sẽ quan tâm đến là vàng có điểm đảo chiều được hay không, và thời gian tới vàng nó như thế nào. Thì hiện tại về cái tín hiệu phân tích kỹ thuật thì không có một cái dấu hiệu nào thể hiện là vàng sẽ có dấu hiệu đảo chiều. Ngược lại, nó lại còn thể hiện một cái lực tăng đang rất là mạnh, thể hiện bằng cái cây nến ngày hôm thứ sáu tuần vừa rồi. Thì với cái cây nến này, các bạn thấy hội tụ đầy đủ những cái yếu tố của lực nến này, lực thị trường, đúng không? Sức mua của nó đang khá là mạnh.
Cái quan điểm của mình thì giá vàng ở hiện tại là giá vàng ở mức cũng tương đối là cao rồi, và chúng ta thì mua lên là cái dạng mà mua theo FOMO, theo tâm lý thị trường, thì cái điều này không tốt tốt. Chúng ta sẽ phải chờ đợi. Thời gian vừa rồi mình cũng nói các bạn rồi, chúng ta nên chờ đợi, chứ còn ví dụ như giá nó cao quá rồi, chúng ta rất là khó để chúng ta giao dịch, đúng không? Thị trường thì có lúc này lúc kia thật. Nhiều lúc chúng ta dựa vào cảm nhận của mình, như bản thân mình này, những cái lực như thế này mình cảm nhận được luôn đó, cái lực của thị trường nó mạnh, cảm nhận được. Tuy nhiên là nó tùy và thuộc vào ở cái mức giá như thế nào, có cần thiết là phải mua nó hay không, hay là chúng ta cần chờ đợi để có được một cái vị trí bán nó tốt hơn. Thì với vàng, những anh chị các bạn mà có vốn tốt, các bạn muốn xác định một cái vùng giá, thì mình nghĩ là ở cái vùng giá này các bạn có thể là theo theo cái hướng sell để ít nhất chúng ta có những cái hướng sóng điều chỉnh. Còn nếu các bạn không theo cái hướng đó thì mình nghĩ là để chờ cái sự đảo chiều xu hướng, hoặc là bây giờ cũng chưa phải là cái giai đoạn mà các bạn đã sell lớn ở bây giờ được đó. Khả năng vàng vẫn có thể là còn đi lên trong thời gian tới nha các bạn. Khi nào có những cái tín hiệu đảo chiều thì mình sẽ chia sẻ với các bạn nhiều hơn. Còn tất cả những cái yếu tố về phân tích kỹ thuật đều thể hiện là vàng đang trong xu hướng tăng, như các anh chị các bạn nhìn thấy. Rồi, vàng thì không có gì nhiều để nói, và xu hướng tăng vẫn là xu hướng chủ đạo nha các bạn. Chúng ta chuyển qua chứng khoán Việt Nam đi. Chứng khoán Việt Nam thì sau một cái giai đoạn tăng rất là mạnh ở đây, các bạn cũng thấy đó, thì vừa rồi nó đã gặp một cái mức kháng cự mạnh ở đây và không vượt qua được. Cộng thêm vào đó là tình hình của chứng khoán VN Direct bị hack đó, các bạn cũng thấy, và dẫn đến thì tâm lý thị trường nó bị ảnh hưởng. Và đây cũng chính là những cái đợt mình đánh giá là phiên điều chỉnh tiếp tục của thị trường. Vậy cái vùng giá nào sẽ là vùng giá tốt mà chúng ta sẽ tiếp diễn xu hướng, thì theo mình đánh giá là ở những cái vị trí trong tuần tới có thể là sẽ là một cái vùng mà tiếp tục sẽ thể hiện cái đà tăng sau một cái xu hướng này. Các bạn để ý, nếu mà xu hướng tăng này, bạn thấy nó điều chỉnh đúng không, sau đó nó điều chỉnh rồi nó lại tăng tiếp đó, mình sẽ hướng tới cái mức đó. Và cái vùng giá mà mình nghĩ là chúng ta có thể là xem xét tham khảo đó là khoảng 1250, 1240 là cái vùng giá mà có nghĩa là sẽ tiếp tục cái con sóng tiếp theo của thị trường. Còn về chứng khoán, mình vẫn đánh giá giai đoạn này xu hướng ở vùng giá vẫn là vùng giá tốt, xu hướng vẫn là xu hướng tăng, và chúng ta chờ đợi thị trường điều chỉnh ở vị trí giá tốt, chúng ta tiếp tục chúng ta mua lên theo xu hướng nha mọi người. Thì chứng khoán Việt Nam mình chỉ cập nhật sơ như vậy thôi. Về cái dấu hiệu đảo chiều xu hướng giảm thì chưa có rõ ràng, nó chỉ là một hai cây nến thôi. Mô hình vẫn là mô hình trong xu hướng tăng nha các bạn, đúng không? Có sóng điều chỉnh. Đó, giai đoạn tới mình vẫn đánh giá là chứng khoán Việt Nam còn tích cực và còn những cái động lực tăng trưởng nữa. Đây là những anh chị các bạn nào đầu tư chứng khoán thì mua tích lũy giai đoạn khi thị trường có sóng điều chỉnh nhá. Rồi, cập nhật về chứng khoán Mỹ một chút. Như các anh chị các bạn thấy thì chứng khoán Mỹ vừa tuần vừa rồi cũng đã có một cái đợt giảm điều chỉnh vừa rồi. Tuy nhiên là trước đó mình cũng đã chia sẻ với các bạn rồi, cái vùng giá của chứng khoán là một cái vùng giá rất tốt. Cái video gần nhất mình cũng chia sẻ mọi người, mọi người hoàn toàn có thể là xem xét bắt đỉnh ở cái vùng này để chúng ta hướng tới sóng hồi. Với một cái cây nến nhấn chìm rất là mạnh như thế này thì chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể là đi theo và chúng ta hướng tới một cái đợt đảo chiều xu hướng. Tại vì sao chúng ta có thể đi theo được? Tại vì bây giờ chúng ta chỉ cần dựa vào cây nến đó để làm một cái vị trí dừng lỗ thôi. Coi như các bạn thấy ở đây đúng không? Nếu chúng ta vào ở vị trí hiện tại như thế này thì chúng ta sẽ có một cái mức dừng lỗ rất là ngắn ở trên cái cây nến ngày hôm thứ năm vừa rồi, đúng không? Tuy nhiên là sẽ được một cái vị trí TB ăn sóng hồi khá là tiềm năng. Đây, các bạn có thể là hướng tới cái này. Và ngoài ra nếu các anh chị các bạn sâu hơn thì cũng có thể là hướng tới những cái vị trí tiếp theo như thế này. Mình nghĩ giai đoạn này chứng khoán Mỹ cũng có thể là có những cái giai đoạn sẽ điều chỉnh tiếp theo nha. Với cây nến giảm khá là mạnh trong tuần vừa rồi, cái cây nến hôm thứ năm này vẫn là một cái cây nến mà hoàn toàn chúng ta có thể là tin tưởng và chúng ta đi theo được. Giá dầu thì trước đó mình cũng đã chia sẻ với các bạn rồi. Dầu là một trong những cái mô hình mà rất là đẹp, cho chúng ta một cái xu hướng rất là tốt. Những cái anh chị các bạn nào mà theo những cái phân tích của mình về giá dầu thì nó cũng tương đối là sát và xác suất chính xác khá là cao, đúng không? Ở bây giờ thì nó đã đến vào cái giai đoạn mà đạt được cái kỳ vọng lợi nhuận của chúng ta đặt ra, đó là ít nhất là nó đạt được cái mức kháng cự này khoảng là 88-90, đó là cái mức này cũng có thể là xem xét chốt lời được rồi đó. Và chúng ta sẽ kỳ vọng đến những cái con sóng tiếp theo. Giá dầu thì cũng chịu những cái tác động ảnh hưởng bởi chiến tranh,
đúng không? Các bạn cũng thấy đó, tình hình căng thẳng đi lên. Và đặc biệt hơn nữa là Ukraine tấn công vào những cái cơ quan năng lượng của Nga, và đó cũng là một trong những cái cơ quan lọc dầu và ảnh hưởng đến năng lượng thế giới. Các bạn cũng thấy đó, cũng là một trong những cái nguyên nhân mà đẩy giá dầu tiếp tục tăng trong thời gian vừa rồi. Nếu tình hình còn căng thẳng thì giá dầu sẽ còn tăng nhé. Còn xu hướng thì các bạn cũng nhìn nhận rõ ràng rồi, xu hướng tăng vẫn là chủ đạo và chưa có những cái dấu hiệu đảo chiều. Còn những anh chị các bạn nào xác định đảo chiều thì mình nghĩ là chúng ta cần chờ thêm những cái tín hiệu, đúng không ạ? Bây giờ nó có điều chỉnh thì cũng chỉ xác nhận là tín hiệu điều chỉnh thôi. Còn á, thường thường á, những cái trường hợp như thế này chúng ta sẽ chờ nó có những cái dấu hiệu điều chỉnh ở những cái vùng kháng cự tốt trên này này, rồi chúng ta đi theo các bạn ạ. Không thì phải chờ thêm một thời gian nữa xem tình hình nó như thế nào. Về cái tình hình tin tức bên ngoài nó ổn hơn, chính trị nó ổn hơn thì chúng ta mới chờ đợi những cái xu hướng mới, xu hướng giảm của giá dầu được. Còn tình hình hiện tại cũng đang khá là bất ổn các bạn ạ. Bây giờ những cái anh chị các bạn là giao dịch vàng với năng lượng với dầu như thế này, chúng ta giống như hên xui mà. Giờ ngoài kia nó chỉ cần bục chào nó đánh nhau một phát là những cái tài sản như vàng hoặc là dầu sẽ biến động tương đối là mạnh. Dầu không phải là cái cơ hội đẹp. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ chuyển qua đồng USD. Đồng USD cũng được sự quan tâm của rất nhiều các anh chị các bạn. Và đây cũng là một cái đồng mà mình cũng đã chia sẻ với các bạn rồi. Thì hôm trước khi mà USD tiến lên đến những cái vùng này thì mình cũng đã chia sẻ với các bạn rồi. Mình hướng tới là hướng tới cái USD sẽ đảo chiều xu hướng giảm nhiều hơn. Tại vì là Fed cũng đưa ra những cái tín hiệu tích cực để tăng lãi suất, để giảm lãi suất, thì cũng khiến cho đồng USD giảm theo. Và các bạn cũng nhìn nhận thấy là lực giảm tuần vừa rồi đã xuất hiện. Đó là ngày hôm thứ tư, thứ năm, thứ sáu này, nó cũng đã có những cái lực giảm, lực rút chân khá là tốt. Tuy nhiên là về cái dấu hiệu xu hướng trên hệ thống của mình thì nó chưa có quá rõ ràng nha các bạn. Ở đây thì nó chỉ có một cái đáy là thấp hơn thôi. Tuy nhiên là cái đỉnh này nó cũng đang ngang ngang hoặc bằng nhau, hoặc là vẫn có những cái trường hợp là nó phá trong ngắn hạn, là nó phá nó đi lên được. Nên là chúng ta cần chờ thêm. Còn cái quan điểm của mình thì mình vẫn hướng tới cái xu hướng giảm nhiều hơn của đồng đô la nha các bạn. Đó. Thì với đồng đô la thì ở đang vùng giá nó không được đẹp, ở những cái vị trí nó không được đẹp, và chúng ta cũng cần chờ thêm những cái yếu tố phân tích kỹ thuật. Còn ở đây á, thì các bạn cũng nhìn thấy này, cái dấu hiệu của xu hướng giảm vẫn có. Ví dụ như những cái dấu hiệu của nến này thể hiện là cái lực giảm nó bắt đầu có xuất hiện. Tuy nhiên là cái xu hướng tăng chủ đạo thì nó vẫn còn nhá. Ví dụ như các bạn có thể là thấy là nó phá được cái trend line này, nó phá trên EMA 20-50 này, nó có lực nến trước đó tăng rất là mạnh. Nên đây cũng là những cái yếu tố mà các anh chị các bạn cần chú ý thêm. Với mình thì đồng USD mình sẽ chờ thêm tín hiệu và hướng tới xu hướng giảm nhiều hơn. Một dòng mà được khá nhiều các anh chị các bạn quan tâm đó là đồng Yên Nhật. Đồng Yên Nhật lại tiếp tục tạo một cái mức đáy khá là thấp, gần như bây giờ là mức thấp nhất lịch sử rồi. Vừa rồi thì có một chút cái lực của thị trường tăng lên, tuy nhiên là nó không có được lâu, và ngày hôm thứ sáu lại tiếp tục đẩy xuống và thể hiện là đồng Yên Nhật nó tương đối là yếu. Các bạn thấy ở những vùng này thì với những cái tín hiệu này thì chúng ta cũng đã không còn nhiều cái dự đoán về cái xu hướng của nó thể hiện để sự đảo chiều được cả, mà nó đang tất cả những cái yếu tố nó đều thể hiện cho xu hướng giảm các bạn ạ. Ở đây đó, chúng ta có thể là mong đợi một cái kịch bản là hình thành như thế này, thì có thể là hình thành được cái mô hình hai đáy hay không, để nó đảo chiều xu hướng được hay không, thì chúng ta chỉ có chờ đợi một cái cơ hội này thôi, đúng không? Ở đây mà nó mà có những cái lực nến tăng mạnh thì có thể là xuất hiện những cái yếu tố của đảo chiều xu hướng tăng thì mới hình thành. Còn tất cả những cái yếu tố bây giờ các bạn nhìn nhận nó đang là trong sóng xu hướng giảm các bạn ạ. Đây này, các bạn thấy là hình thành những cái đáy thấp hơn và hình thành những cái đỉnh thấp hơn. Đó, hoàn toàn có thể là đi theo cái kịch bản này, và cái kịch bản giảm vẫn là chủ đạo. Và còn đối với đồng Yên Nhật thì các anh chị các bạn cũng thấy rồi, nó đã giảm khá là sâu rồi. Đây gần như là cái mức đáy của lịch sử rồi. Đó. Trong vòng 3-40 năm nay. Và vừa rồi thì các bạn cũng nghe tin là đồng Yên Nhật đã không còn cái lãi suất âm, không còn thực hiện cái chính sách lãi suất âm của Ngân hàng Trung ương Nhật, và khả năng là đây là những cái tín hiệu tích cực đầu tiên. Thì cũng hy vọng là thời gian tới đồng Yên Nhật có thể là phục hồi, và cũng là cái cơ hội. Thật sự bản thân mình cũng theo nó rất là nhiều, và cũng đa phần là xử lý lệnh, đúng không ạ? Có một số cái lệnh cũng an được, cũng kiếm được,
rồi xong nó cũng xử lý thôi. Chứ còn thực sự ra thì phần chờ đợi một cái sóng tăng thực sự của đồng yên Nhật để là cái cơ hội mà chúng ta kiếm được lợi nhuận từ nó. Rất là nhiều những cái cặp liên quan các bạn cũng thấy, như thế là dòng CSFG này, UZ này, GZ này, là những cái cặp và rất nhiều các anh chị các bạn đã theo trong đợt vừa rồi nhưng mà không thành công và ở một cái mức giá rất là cao hiện tại, và nó cũng đã có những cái tín hiệu đảo chiều đối với cặp CSFG. Thì đây là một cái cặp mà mình cũng đang rất là quan tâm và lát nữa mình cũng sẽ chia sẻ cho các bạn nhé. Bây giờ thì mình sẽ chuyển qua cái hệ thống nến HNIC của mình với hệ thống mà mình đã giao dịch trên này để mình chia sẻ các phân tích cho các bạn. Thì những anh chị các bạn đang xem ai chưa like thì cho mình một like, chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh. Mọi người có cần thông tin gì hoặc cần mình hỗ trợ cái gì thì cứ để lại bình luận bên dưới cái phần mô tả của video nhá. Thì mình sẽ chia sẻ với các bạn. Cập nhật lại tình hình một chút của vàng thì ở trên HNIC của mình cũng vậy thôi. Các bạn cũng sẽ hình dung và thấy được đó là những cái yếu tố đã là đỉnh thấp hơn và yếu tố tạo đáy thấp hơn. Ở đây các bạn thấy đúng không ạ? Đó. Với những cái yếu tố này thì xu hướng tăng vẫn là xu hướng chủ đạo, và như lúc nãy kịch bản mình nói với các bạn đó, chúng ta phải chờ đợi nó phá vỡ qua hai cái biên này. Và một cái điều mà các bạn cần quan tâm đó là chúng ta sẽ thiên về cái yếu tố của xu hướng tăng tiếp diễn nhiều hơn, tại vì những cái mô hình như mô hình tam giác này là những cái mô hình mà thường là nó hướng tới cái tiếp diễn xu hướng nhiều hơn. Thì các bạn có thể là xem xét cái đó, và đoạn đầu mình cũng đã phân tích khá là kỹ rồi, mình không nói lại nữa để cho các anh chị các bạn có thể hình dung kỹ hơn. Rồi thì đó là Bitcoin nha, các anh chị các bạn có thể là tham khảo. Tiếp theo thì chúng ta qua với giá vàng. Vàng thì trên hệ thống nến HNIC của mình cũng vậy thôi, các bạn nhìn rõ lắm. Tất cả những cái yếu tố đều thể hiện cho xu hướng tăng các bạn ạ. Nó không có dấu hiệu gì hết. Còn hiện tại các bạn mà xác định là muốn bắt đỉnh nó thì cái vấn đề là quản lý vốn hoặc các bạn đi vốn như thế nào nó rất là quan trọng. Và dấu hiệu đảo chiều giảm nó chưa có. Các bạn thấy này, cái nến nó vẫn là hình thành nến tăng, về xu hướng tăng vẫn là chủ đạo thôi. Còn khả năng nó lên nữa, lên đến bao nhiêu thì chắc chắn không ai biết được cái mức đỉnh của nó như thế nào cả. Còn chúng ta cần phải chờ đợi thôi cái giai đoạn này. Còn tất cả những cái yếu tố đã hỗ trợ cho xu hướng tăng rồi, quan trọng là nó cũng đã tăng khá là lâu rồi. Các bạn thấy tăng từ cái đợt sóng này, tăng đợt sóng này, tăng đợt sóng này, tăng đợt sóng này và tiếp tục cái đợt sóng này nữa, là một cái đợt mà càng ngày càng mạnh hơn. Các bạn cũng thấy đó. Và chúng ta sẽ chờ đợi xem diễn biến tiếp theo của nó như thế nào. Giá dầu thì cũng đi theo mình chúng ta là dự đoán trước đó, xu hướng tăng vẫn còn, đúng không ạ? Và những cái vị trí chúng ta hướng tới là những cái vị trí vùng kháng cự trên này của giá dầu. S&P 500 thì cũng đã có những cái tín hiệu đầu tiên dựa vào nến. Thì như lúc nãy mình có chia sẻ các bạn này, đây là cái cặp mà hoàn toàn các bạn có thể là xem xét giao dịch được, tại vì cho chúng ta một cái mức dừng lỗ rất là thấp thôi. Tuy nhiên kỳ vọng lợi nhuận của chúng ta có thể là x2 x3, được, các bạn có thể là xem xét nha. S&P 500. Đồng USD thì như lúc nãy mình chia sẻ với các bạn đấy, là chúng ta cần phải chờ đợi thêm có những cái tín hiệu đầu tiên của nến giảm. Tuy nhiên là nó cũng vẫn đang là cái xu hướng tăng, trong xu hướng tăng nó phá qua EMA này, đây có thể là chỉ là sóng điều chỉnh thôi và nó sẽ tiếp tục cái tiếp diễn này cũng vẫn có nha các bạn. Cái mây này đã từ màu xanh chuyển qua màu trắng rồi, nên là phải chờ đợi xem thêm coi cái lực của cái đoạn này của thị trường nó có sâu hơn không, thì khi đó chúng ta có thể là hướng tới xu hướng giảm được nhá. Còn hiện tại những cái cặp liên quan đến đồng USD mình nghĩ cũng cần chờ đợi, và có một vài cặp mà cặp nào có dấu hiệu đẹp thì chúng ta có thể là giao dịch trước được. Một trong những cái cặp đó liên quan đến USD đó là cặp EU. EU cũng là một trong những cái cặp mà mình cũng thấy là có lực của nến tăng khá là mạnh trong thời gian vừa rồi, và hôm thứ sáu thì nó cũng đã có sự rút chân. Thì các bạn hoàn toàn có thể là đi theo hai cây nến này, nhưng mà chúng ta phải có mức dừng lỗ nó ngắn ở đây. Kỳ vọng thì những anh chị các bạn giao dịch chúng ta có thể là hướng tới cái mức TB1 ở trên này, và xa hơn thì chúng ta sẽ hướng đến cái mức này. Thì với EU cũng là một cái cơ hội mà mình đánh giá là có thể là thể hiện của xu hướng tăng. Còn để kỹ hơn thì các anh chị các bạn có thể là chờ thêm vài cây nến nữa nha. Tương tự EU thì đó là con AU cũng vậy. AU thì cũng là một cái vị trí mà các bạn có thể là hình thành cái vùng, đây là vùng hỗ trợ tốt đúng không ạ? Mô hình ba đáy đi. Đó các bạn cũng thấy. Và đây là một cái vị trí mà chúng ta có thể xem xét vào lệnh, và chúng ta chỉ cần đặt dừng lỗ ở dưới cái đáy này, và khi đó kỳ vọng lợi nhuận của chúng ta sẽ lên trên này, TB1, TB2 ở trên này. Thì với những cái cặp liên quan đến USD thì các bạn có thể là tham khảo những cái tín hiệu này của mình nhá. Về dòng CDS thì hầu như là cái giai đoạn vừa rồi những anh chị các bạn nào xem video của mình, đúng không? Có cả CDS, ACDS này, cả CDS này, đúng không?
những cái cặp này có một cái xu hướng rất là đẹp luôn, các bạn thấy không ạ? Một cái vị trí rất là tốt, cả CDF cũng vậy, tăng rất là mạnh. ECDF, GCDF cũng tăng rất là mạnh trong cái giai đoạn vừa rồi và một cái xu hướng tương đối là tốt, các bạn cũng thấy đó. Những cái cặp này thì cũng đã đạt được những cái mức kỳ vọng và TB. Kỳ vọng những cái cặp này của chúng ta chỉ có hy vọng là nó điều chỉnh sâu một chút, càng sâu càng tốt các bạn ạ. Để chúng ta tiếp tục, chúng ta đi theo cái xu hướng của nó nha, đối với những cái dòng này. Tại vì nó tăng trong thời gian vừa rồi cũng khá là mạnh rồi. Đó. Thì đối với dòng ACDF, cạc CDF này chúng ta cần phải có một cái giai đoạn chúng ta chờ đợi, nó điều chỉnh. Tiếp theo là những cái cặp mà liên quan đến đồng yên Nhật. Đồng yên Nhật thì có một cặp mình rất tâm đắc, đó là cặp CDFG. Cặp CDFG có thể là nói là một trong những cái mô hình đẹp nhất trong tuần này. Và chúng ta có thể là xem xét được, chúng ta có thể là tham gia vào thị trường được. Trong cái giai đoạn này các bạn thấy là không có nhiều cặp quá đẹp, nhưng hiện tại thì mình thấy có cặp CDFG là một cặp mà mình hài lòng nhất, đạt đầy đủ những cái yếu tố trên cái hệ thống của mình. Nói chung là nó cũng có nhiều cái sóng lừa trước đó rồi, tuy nhiên là cái giai đoạn này thì mình đánh giá cao về cái sự tin tưởng, về cái sự đảo chiều, đó là nó hình thành cho mình, các bạn thấy là hình thành cái mức đáy thấp hơn này, đúng không ạ, hình thành cái mức đỉnh thấp hơn này, và sóng nến giảm nó thể hiện một cách rõ ràng. Các bạn thấy sóng nến giảm ở đây thể hiện một cách rõ ràng của dấu hiệu đảo chiều giảm, đó nó cũng tương đối là tốt. Và đặc biệt hơn nữa là bây giờ nó đã có đợt điều chỉnh về EMA 20-50, thì ở những cái vùng giá này chúng ta hoàn toàn có thể là hướng tới sâu hơn về những cái vùng như thể làm vùng 163, đúng không? Sâu hơn thì chúng ta sẽ hướng tới vùng 160 ở dưới đây. Thì trong thời gian tới CSFG mình đánh giá là một trong những cặp mà mình kỳ vọng rất là lớn vào nó, và đây là một trong những cái cặp chủ đạo có thể là chúng ta sẽ theo trong thời gian tới nha. CSFG cũng là một trong những cái cơ hội mà mình thấy rất là tốt. Những cái dòng mà liên quan đến yên Nhật ấy, có thể là UZ nó chưa được đẹp, hoặc là GZ nó chưa được đẹp, nhưng mình đánh giá là CSFG là một cái cặp tương đối là tốt. Thì với UZ cũng nhiều các anh chị các bạn quan tâm là nó đang ở một cái vị trí là khá là nhạy cảm, một cái mức đỉnh, đúng không, test lại 3 lần rồi và đang giằng co ở khu vực này. Thì thường thường với những cái dấu hiệu như thế này ấy, khả năng nó phá lên là rất cao các bạn. Nên là những anh chị các bạn nào mà xem UZ thì các bạn cẩn thận. Thay vì các bạn sell UZ thì mình nghĩ các bạn có thể là xem xét là chờ sell CSFG thì sẽ tốt hơn. Hoặc các bạn muốn giao dịch thì chắc chắn ở đây phải có một cái lực giảm mạnh, thì khi đó các bạn đi theo. Chứ còn với cái dạng mà nó đang lên phá đỉnh mà bắt đầu gặp cản, phát là nó trừng trừng lại như vậy, khả năng nó sau một cái giai đoạn nó phá lên là rất là cao. Nên với UZ những anh chị các bạn nào đang xem thì cũng cần, đang sell nó thì cũng cần cẩn thận hơn. Và tốt nhất là chúng ta cần chờ một cái tín hiệu nào nó rõ ràng hơn, ít nhất là một cái cây nến giảm mạnh ở cái vùng giá này thì chúng ta mới vào nhiều nhá. Còn hiện tại nếu các bạn sell thì các bạn cũng xác định là sell dò đường thôi, chứ không phải là một cái vị trí quá đẹp để chúng ta có thể làm giao dịch được. Rồi, ngoài ra thì các bạn cũng có thể là tham khảo thêm cái cặp A cạc này, cũng là một trong những cái cặp mà mình rất là tâm đắc. Trước đó thì nó còn dấu hiệu đảo chiều ở đây này, cũng là một trong những cái con mà mình cũng đã nói với các bạn rồi. Nhưng sau đó thì cái lực hồi của nó khá là sâu, có thể là hồi nó quét cái mức đáy này là các bạn, cái mức đáy này, ai mà đặt top loss ngắn là có thể là bị nó quét rồi. Nhưng đến bây giờ thì cái lực nến ở đây rất là tốt và phá qua EMA 20-50 nằm trên mây, thì mình đánh giá nó là một trong những cái cặp tương đối là đẹp. Ngày hôm thứ năm nó có điều chỉnh đó, và anh chị các bạn nào vào được thì rất là tốt nhá. Kỳ vọng của mình thì nó sẽ quay lại cái mức đỉnh cũ, và với mình thì con A cạc này có thể là một trong những cái cơ hội trong thời gian tới của các bạn nhá. Rồi về cơ bản thì tuần này á, các bạn cũng thấy á, chúng ta sẽ tập trung vào những cái cặp mà được xem là đẹp nhất. Đối với mình chia sẻ đó là cặp CSFG là một cái cặp mà chúng ta mình tâm đắc nhất này. Cặp thứ hai là cặp AK, các bạn có thể là tham gia này, một cái vị trí khá là đẹp. Cặp thứ ba là cái cặp S&P 500. Đây, mình nghĩ là cái vùng giá này chúng ta có một cái mức top loss rất là ngắn, các bạn cũng có thể là xem xét được. Đó. Thứ tư là các bạn có thể là giao dịch những cái cặp liên quan đến đồng USD như EU và AU, là những cái cặp mà hướng tới xu hướng tăng nhiều hơn. Thêm vào đó các bạn cũng có thể là buy hoặc sell BTC trên USD, đó Bitcoin đúng không? Theo những cái mức dừng lỗ và chốt lời mình có chia sẻ với các bạn ở đầu video, thì các bạn cũng có thể là tham khảo những cái mức giá đó. Thì hiện tại đó là những cái cặp mà mình đánh giá là chúng ta có thể là giao dịch ở được những cái vị trí giá tốt nhất. Thì có bất cứ câu hỏi gì thì các bạn để lại bình luận bên dưới nha.
nhớ cho mình một like và đăng ký kênh để có những cái video mới mà người có thể theo dõi được. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi video. Chào các anh chị và các bạn.